Các yếu tố về tâm lý, sinh học và xã hội đều tương tác với nhau để tạo thành tính cách và sau đó là nhân cách của con người. Nhiều gia đình muốn con mình thành kim cương nhưng mà không phải gia đình nào cũng muốn con mình phải là kim cương. Hãy để con trẻ tự nhiên. Cái tốt nhất đúng như cái mục đích của giáo dục. Giáo dục là gì? Là cung cấp những cái điều kiện để trẻ phát triển toàn diện, trọn vẹn. Mình nghĩ là phải có mắc lỗi thì mình mới kiểu vấp ngã thì mới đứng lên được, mình mới học được những cái bài học ấy. Thế nên là mỗi khi con mà có làm cái gì đó gọi là lỗi lầm một chút thì mình, cái quan điểm của mình là phải làm thế nào để con hiểu là cái việc này mình không nên lặp lại nữa. Nhưng mà quan tâm nhiều quá thì có tới mức tăng, tới mức gọi là giống như kiểm soát kèm cặp. Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con trẻ. Làm sao để giáo dục định hướng cho con cái một cách đúng đắn, hiệu quả? Mời quý vị cùng đón xem Khoe Đời Sống Vui phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 18 tháng 12 trên kênh Sky TV VTVK 12.